Hello mọi người, mình đang đắp mặt nạ của hãng Dr. Jart. Cái loại này khá là hay nên muốn chia sẻ với các bạn đây. Một cái gói nó gồm hai phần, bước 1 và bước 2. Thì cái tên của cái loại của nó là peeling ha mọi người ha. Và cái công dụng của nó, đây là mặt nạ tẩy tế bào chết nè. Công dụng: mặt nạ có chứa carbon dioxide, axit trái cây AHA và axit salicylic giúp tẩy tế bào chết, làm sạch da, và elastoin giữ ẩm cho da. Hướng dẫn sử dụng là sau khi mà các bạn rửa mặt sạch xong á, thì thoa tinh chất tẩy tế bào chết là gói số 1 lên trên mặt và né cái vùng mắt ra. Massage nhẹ cho các hạt trong tinh chất để nó lấy đi tất các tế bào chết. Rồi tiếp theo là các bạn lấy cái miếng mặt nạ từ cái gói số 2 ra, các bạn đắp lên. Lúc này các bạn sẽ nghe những cái tiếng nổ li ti li ti. Cái này là đúng thật, hồi nãy mình đắp vô mình nghe nổ tách 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 giống như kẹo nổ vậy đó. Rồi mình đọc tiếp nha. Các bong bóng bọt nổ li ti nó sẽ lấy đi các tế bào chết và phục hồi lại độ cân bằng pH cho da. Và lúc này mình sẽ để cái mặt nạ này trên mặt từ 3 đến 5 phút thôi và rửa sạch bằng nước ấm nha. Sau đó thì sẽ bắt đầu cái quy trình dưỡng da như hằng ngày. Và bây giờ các bạn thấy không? Ở trong là lớp mặt nạ nhưng mà ở ngoài mình có một cái lớp silicone nữa. Cái loại này á, đợt trước mình mua ở bên Nhật, nó khá là thú vị. Nó là một cái lớp bổ trợ cho cái lớp mặt nạ, giống như là ủ vậy đó các bạn. Lúc ngoài là lớp silicone để gỡ ra cho các bạn coi. Mình quăng trong tủ lạnh, mình đắp mặt nạ xong rồi mình lại đắp cái miếng này ra ngoài, giống như là mình ủ cái mặt nạ của mình vậy đó. Mọi người thấy không? Rất là thú vị. Rồi, để mình đi rửa mặt để cho các bạn coi cái kết quả sau khi mình đắp cái mặt nạ này trong vòng từ 3 đến 5 phút nha. Mình sẽ tháo cái mặt nạ này ra. Wow, nó ra mấy cái bọn bọn á, tế bào chết. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái này, mình lau những cái này trước khi mà mình rửa lại bằng nước sạch. Hồng hào. Lau bên này. Ok. Và trong đó họ hướng dẫn là phải rửa bằng nước ấm nên mình chuyển cái chế độ ấm. Và mình sử dụng cái miếng bông rửa mặt. Mình sử dụng cái miếng bông này mình rửa mặt. Mình không thích tát nước lên nữa. Rồi xong mình lại xả nước ấm rất là thích. Nay mình muốn cái khăn nhìn cho tử tế tí xíu, thường thường cắn mấy cái bông đô con mèo trông nó nhí nha nhí nhảnh, nó không có người lớn gì hết trơn. Ok, mình rửa hơi kỹ. Đây là lần cuối cùng.
gì để rửa nó rồi. Trên trán mình đang có một cục mụn. Bây giờ mình vệ sinh cái miếng bông rửa rồi mình treo nó lên, phơi nó lên cho nó ráo. Bây giờ phải đợi cho nó khô. Muốn thấy rõ hơn thì đi vào cái bàn trang điểm của mình á, mình soi da cho các bạn coi. Các bạn thấy được độ bóng không? Mình thì mình thấy được sự khác biệt á, da cảm giác như rất là sạch sâu. Thường á là mình hay xuất hiện mụn ở dưới này nhiều lắm, thì bây giờ nó cũng không còn nữa, nó cũng khá là láng rồi đó. Ở trên đây thì có một em mụn nhưng mà nó chưa có chín. Nhìn này nè, rất là rõ ha. Cái này mọi người, mình chưa có bôi cái gì đâu nha mọi người, mới rửa mặt sạch xong thôi đó. Bây giờ bôi kem dưỡng. Mà trước khi bôi kem dưỡng thì phải sử dụng toner. Nhưng mà mình nghĩ là hồi nãy da mình sạch rồi nên mình sẽ không dùng bông nữa, mà mình xịt ra tay luôn. Mình xịt hai phát thôi. Mình, các bạn thấy nước không? Cái loại này nó hơi đặc so với những cái toner của những hãng khác. Đó là lý do tại sao mình cảm giác như cái độ ẩm của nó khá là cao. Mùi cực thơm. Sơn lắm. Đó, cứ vậy cho nó khô. Da hồi nãy được tẩy tế bào chết rồi nên nó sạch lắm rồi. Làm biến thải hết bông lắm. Như mình nó khô hết trơn rồi mình cũng không cần. Tiếp theo là mình sẽ xài cái dưỡng ẩm, gọi là cấp ẩm. Mình cũng ba phát trên mặt. Nó khá là đặc nha. Loại này nó không có lỏng như nước đâu, nó có vẻ hơi sệt sệt một tí xíu. Nhìn nó trong nhưng mà nó sệt. Đó, bây giờ lấy hai cái tay tát mặt. Cho nó khô đi rồi hãy làm cái bước dưỡng tiếp theo, chứ đừng có vội bôi quá. Ngày xưa mình làm biếng á, mình trộn ra hết một đống luôn, xong rồi mình đắp lên mặt. Giờ thì mình xiên hơn rồi, thấy da mình cũng đẹp hơn trước. Trộn vía sợ nhất nói chữ đó ngày mai thế nào cũng nổi mụn. Và cuối cùng các bạn thấy nó khô rồi nha. Và cuối cùng thì mình chỉ xài duy nhất một chai nữa thôi, đó là cái chai lotion. Mình lấy một hột đậu, đúng một hột đậu nó chảy ra nha. Rồi mình cho vào 4 điểm trên mặt, tại vì cái này mình tán ra luôn, thành ra mình cũng không cần chét lên mũi. Thích quá, láng lắm các bạn ơi. Dự là cái gói mặt nạ này sẽ là nằm trong bộ sưu tập mới của Rain rồi. Cực kỳ thích. Sao có thể láng như vậy được? Trộm vía. Thích lắm. Hết rồi. Tan trường thôi. Đi ngủ mà đúng không? Thì nhớ đánh sân dưỡng nha.